Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2022, là kỳ thứ 22 chúng ta tìm hiểu nội dung ý nghĩa của các tác phẩm Khóa Lục của vua Trần Thái Tông. Hôm nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục và đang đi ngang cái văn phát tâm Bồ Đề, văn khuyến pháp Bồ Đề. Thì nói gì nói với bạn, cái sự cố gắng của chúng ta ráng cố gắng học. Bữa nay tôi hứng thú một bữa lấy cái kiểu bảng chữ nho ra giải thích chơi, chứ còn thật sự ra thì hôm nay mình học cái chữ quốc ngữ. Hôm nay mình học cái đoạn này thì cho tôi 1 phút nghe. Rồi, đi học tiếp. Cái đoạn gọi là cái nội dung mà hôm nay mình học á, thì mấy 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 kỳ qua đó, nó mấy kỳ không nhớ nữa, đã đưa ra cái minh chứng, ví dụ như nó là các loại Phật đó, mà các loại Phật nghe kinh mà còn 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 lãnh hội được ý của vô Trần như vậy đó. Các vị thông cảm là bữa nay là học cái thử một đoạn về cái bảng chữ Hán, mà chữ Hán thì ngày xưa in nó nhỏ như thế này nè đó, cho nên tôi phải dùng thêm cái này mới thấy đường, vì tôi thì cũng không rành gì nhiều, cho nên thật sự không rành gì nhiều. Nhưng mà bữa nay thử một bữa, tại vì bữa nay nhờ các Phật tử đem mấy quyển sách này qua, cho nên giờ có bản chữ Hán này đọa đọa mình đọc. Thì rồi mình học tới cái chỗ mà rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Vì trước thì mình học bản xà. Bản xà là vợ của vua Lương Cõi Đế, là họ còn sống tên là Hy Thị. Thì tôi nói là cái gốc là con là con dế, gốc là bà Hy Thị đây là con dế, gọi là Khúc Thiện. Khúc Thiện là con dế trong cái hoàng cung, cái nghiệp bên đội đài làm súc sanh. Nhưng mà may mắn là ở trong cái triều đình, mà triều đình thì lại trong đó có cái ngôi chùa của triều đình cất, tức là ở trong cái mảnh đất Già Lam được sự nuôi nấng của một vị trụ trì. Cho nên vậy mà con Khúc Thiện này nó may mắn là tới chừng nó chết thì nó chết trong trong cái sự mà thai gì chưa có thoát cái kiếp súc sanh. Nhưng mà giống như là cái phước lành nó có, cho nên nó có những cái tai nạn. Tai nạn khi con Khúc Thiện nó chết lúc mà nó còn là kiếp súc sanh. Vậy cho nên mấy 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 đầu thai là một người nữ đẹp và đẹp đẹp người, vậy mới được lòng của Lương Vũ Đế. Vũ Đế mới đem về làm vợ. Thật ra các vị biết trên đời này nó có những cái sẵn đây, là tôi nói cái quả phước nó khôn lường. Có những cái quả phước nó khôn lường, nó chỉ trong một đường tơ kẻ tóc thôi, nó khôn lường. Mình cũng đời này có những cái tai họa nào tới chưa chắc nó là họa,
Có những cái phước đưa tới cho mình cũng chưa chắc là phước. Mấy vị nên nhớ rõ như vậy là chưa chắc. Ngoài đời người ta chuộng sắc chuộng tài, chuộng sắc chuộng tài. Một người đàn ông đẹp, một người con trai cưới được một cô gái đẹp, một người vợ đẹp thì ta cho đó là có phước, nhưng mà cũng chưa hẳn là có phước. Nếu một người phụ nữ, một người vợ đẹp nhưng mà không biết làm một cái chút xíu gì của công việc gia đình hết trơn, không biết cầm chổi ở cái nhà, không biết nấu nồi cơm, thì người vợ đó dù có đẹp người đi nữa nhưng mà nó không được đẹp nết. Cho nên cái phước coi chừng nó lại là cái quả. Vậy mà ngày xưa có một cái con ngạ quỷ nọ, là cái kiếp ngạ quỷ khổ sở cùng cực. Đầu tiên đó là kiếp súc sanh. Cái súc sanh khổ sở cùng cực, thành ra cho nên sinh khóc lóc kêu nài riết, sinh với cái cõi âm để cho anh đầu thai nó được được ở kiếp ngạ quỷ mà nó sướng hơn kiếp kiếp súc sanh. Nó kể tôi là tôi làm cái ngạ quỷ đi, thà đánh đập hành hạ tôi cỡ nào cũng được, chứ còn cái súc sanh này nó ác quá, nó tôi chịu không nổi, nó dằn vặt tôi ngày cũng như đêm. Tôi thấy thì cho cô ta là làm ngạ quỷ. Nói nhiều ngạ quỷ thì cô ta trời đã cây. Tôi nghe nói cái kiếp địa ngục khổ, khổ nhưng mà không chịu, nó còn sướng hơn cái ngạ quỷ. Ngạ quỷ đối khác dù không nổi. Thôi thà tôi cho nó làm ở kiếp địa ngục đi, thà tôi bị giặt dầu, tôi bị đóng đinh, tôi bị này kia nọ, nhưng mà cũng hy vọng có người cứu. Chẳng hạn như là Thanh Đề, bà Thanh Đề bà còn nghĩ còn con bà cứu. Chứ còn tôi ở kiếp địa ngục, ở kiếp ngạ quỷ súc sanh nó sâu lắng quá, sợ không ai cứu tới tôi. Hoặc giả là cái cứu tới tôi thì trên kia đã hết rồi, thì có cứu là được lên địa ngục tôi ở với ai. Thôi thà cho tôi lên địa ngục đi, tôi hy vọng tôi ngồi đó tôi chờ có người nào tới cứu, lên kiếp địa ngục. Địa ngục có trao khả đánh đập hòa, mà chị ông lại bà khóc, bà nói trời sao phải chi, ước mong cho tôi được làm loại Atula. Tôi ra tối ngày tôi phùng mang trợn mắt cho chúng sanh nó nói nó sống tôi, nó chồng tôi, cho tôi phùng mang trợn mắt thì mỏng chừng tôi sướng á. Nhưng mà loại Atula không ai dám gần. Cuối cùng ước mong là cho tôi thành người đi, thà con người mà đẹp xấu nghèo hèn gì cũng được, miễn con người thôi, chứ còn làm bốn cõi kia khổ quá. Cho nên cho làm người nghèo. Người nghèo mà sinh ra đời mà nghèo khổ, gia đình thì nghèo khổ, chạy gạo từng bữa. Con rồi sinh ra tướng xấu xí nữa, cứ nhìn xung quanh nói trời ơi, xung quanh tướng đẹp đẽ này kia nè, đó mà tôi tướng về ai dòm. Khóc lóc đủ thứ, xin cho tôi thả hết kiếp xuống chúng sanh này đi, kiếp người cho tôi làm người, người cho tôi người may mắn hơn. Bởi thì cũng cho là người phụ nữ may mắn hơn là được đẹp, được giàu, đẹp 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 lộng lẫy như hoa hậu vậy đó, cô mới chịu. Thì tới chừng được lên là hoa hậu. Là hoa hậu, anh chàng nào thương cũng bị từ chối hết, đem dẫn về với cho ra mắt cha mẹ nói mày mà cứ nhỏ nó về tao bỏ nhà tao đi. Nó tối ngày nó chỉ biết giũa móng tay, sơn móng tay, để ngồi nó cứ nó bút kịch 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 vậy không. Cơm nó không biết nấu, áo nó không biết ủi, nút áo nó không biết đơm. Không ai có thể hầu hạ nó được. Mẹ hầu hạ nó cha cả đời, cho ông bà con cả đời rồi giờ tới tụi con nữa mà hầu hạ nó là sao được, cháu nó là không cách nào mà hầu hạ được. Một hai bà dứt khoát hay có nó là không có mẹ. Thế thì chàng trai nghe lời mẹ mình thôi, ăn ủi dỗ về cô rầy năn nỉ đi nơi khác đi. Thế thì cô rầy đi đâu cũng vậy, đi vô trong cái chỗ mà xin làm cái thư ký thì mấy ông mấy bà vợ của mấy ông giám đốc sợ, sợ nhỏ nó vô nó ngồi đây nó phá gia can mình, rồi coi như đủ thứ, cái đi đâu cũng bị chửi bới đánh đập hết trơn, khổ sở vô cùng.
Thành ra tôi mới nói cho các huynh đệ chỗ này tôi dừng lại á, là cái chỗ mà cái lòng tham con người á, chỗ nào cũng thấy thiếu, chỗ nào cũng thấy khổ hết. Là đó là cái đường đạo còn dài, nó còn xa thăm thẳm. Như phải phàm làm người thấy đâu cũng đủ hết trơn, đâu là phương tiện mình xài hết. Đó là điều may mắn, đừng tham quá. Thành ra cho nên nó nói về về cái phước của bà hoàng hậu Hy Thị là một con khúc thiện mà đầu thai lên làm vợ vua. Thành ra bà ta bắt đầu đem những cái tâm đố kỵ ích kỷ ghét ghen thù hận đủ thứ hết trơn. Ông vua ông bực mình ông mới giáng tội là coi như là cái gì quá trời. Ông thương rồi ông chịu không được nổi nữa mà. Coi như bà này bà làm đủ thứ trò. Nó làm vợ vua là đủ thứ trò, làm cho triều đình xào xáo, làm cho bề tôi là đủ thứ chuyện đó. Bởi cái nghiệp của nó là súc sanh mà. Cho nên các vị để ý, con người nào mà cái nghiệp đó là còn súc sanh nhiều á, là nó có mặt ở chỗ nào là chỗ đó rầy rà chửi bới đủ chuyện hết trơn. Còn con người mà phước làm người nhiều hơn súc sanh á, thì đi tới đâu thì thường nói những lời cho người ta vui, người ta đoàn kết tới đó, người ta hòa hợp tới đó. Còn cái nghiệp đó là súc sanh nhiều hơn con người, đó là nó nhảy cà tửng, nó cầm loa nó la sùm rồi đát, nó cầm cờ la sùm rồi đát, nó nhảy cà tửng. Đó là cái nghiệp, đó là cái nghiệp con nhiều hơn nghiệp người. Nên các huynh đệ nhớ vậy đó. Các huynh đệ tự mình xét mình, tôi xét tôi, các vị xét các vị. Coi cái mình đi tới đâu á, mình đem cái niềm an vui lại cho người, cái lợi lạc cho người, cái tiền bạc cho người, hay là mình tới đó mình phá hoại của người. Nếu mình tới đó mà mình phá hoại, mình không có ý phá hoại, nhưng mà nó khiến cho người ta tan nhà đổ nát ta đủ thứ thì thôi, mình biết vậy là nghiệp mình nặng lắm, mình lo mình ăn năn mình sám hối đi. Chứ thật sự không phải là cái phá hoại là mình tới đó rồi mình dỡ nhà dỡ cửa mình đập mình kia phá hoại cái đó, cái chuyện đó cảnh sát đó là nó còng liền à. Còn phá hoại có mặt mình là tự động nó suy sụp, thế gian nó vậy, nó có mặt mình là tự động nó suy sụp. Hồi trước kia nó nguyên vẹn chứ từ ngày có mặt mình nó suy sụp, đó là mình biết cái nghiệp mình nó nặng. Mình biết là như vậy cho nên mình hãy cố gắng né tránh, thì mình có đừng có trách ai hết đó. Cho nên mình tu nghĩa là mình biết được mình. Gia đình người ta đang ấm im, mình nhào vô cái đó lộn xộn là biết cái nghiệp của nó là nghiệp của mình. Gia đình người ta đang lộn xộn, mình nhào vô gia đình ấm im thì đây là cái phước của mình. Song song hai mặt. Bây giờ học các bạn chữ nho chơi nghe. Mãng xà xám nhi sinh thiên, mãng văn xám nhi sinh thiên, long thính kinh nhi ngộ đạo. Là cái con mãng xà tinh đó, là con vợ bà Hy Thị đó, sám hối được sanh làm cõi trời. Long thính kinh nhi ngộ đạo là cái con rồng nhỏ đó, nó nghe kinh nó ngộ đạo. Đây là nói cái tích của ngài của Long Nữ trong kinh Pháp Hoa. Bỉ vật thượng năng lĩnh ngộ, huống nhân hà bất hồi tâm. Bỉ vật thượng năng lĩnh ngộ có nghĩa là ý nói rằng cái loài vật á mà còn còn nghe mà ngộ, còn còn lãnh ngộ như vậy đó. Cho nên bỉ vật thượng năng lĩnh ngộ, loài vật á, nghe được những cái điều hay đó mà còn lĩnh ngộ thì huống nhân hà bất hồi tâm. Huống nhân hà là huống gì loài người mà chẳng hồi tâm đó sao? Huống nhân hà bất hồi tâm,
hoặc hữu mai đầu khuyết phạn nhi không quá nhất sinh, hoặc hữu mai đầu khuyết phạn, khuyết phạn nhi không quá nhất sinh, hoặc hữu thất lộ tu hành nhi bất tỉnh dễ. Nói rằng là con là loài vật mà còn hay lãnh ngộ, huống gì con người, sao chẳng hồi tâm. Người có tâm mà, hoặc là mình khủ mai đầu khuyết phạn, hoặc là có người á vùi đầu trong trong cái chuyện ăn uống cho nên mất đi một đời, cho nên gọi là hoặc khủ mai đầu khuyết phạn nhi không qua nhất sinh, cho nên làm mất đi một đời một cách rất oan uổng. Một đời người lũ qua rất oan uổng, có nhiều khi một đời người lũ qua rất oan uổng. Để một bữa đó tôi phải thử học tiếng Nho bữa thôi. Hoặc hữu mai đầu khuyết khoản nhi không quá nhất sinh, hoặc hữu thác lộ tu hành nhi bất tỉnh dễ. Hoặc có người gọi là thác lộ tu hành, hoặc ở trên cái con đường tu hành á, hoặc có người mà trên đường tu á gọi là thác lộ đó, gấp rút quá, chạy nhanh quá coi chừng nhi nhi bất tỉnh dễ, có nghĩa là trên cái đường tu bị lầm lẫn đi, mình nghe sai lầm, mình hối hả, mình hấp tấp, cho nên vô tình mình không thức tỉnh, mình lầm lẫn. Cho nên tu hành không có gì gấp hết á, mà cũng có gì quẩn hết á. Đừng nghe ai nói tôi dạy cho cái này mau thành Phật, chạy tới đó nghe để mau thành Phật, không không thành vấn đề. Quý vị buông bỏ hết tất cả quý thành Phật à. Cho nên hôm cái bữa mà trà đạo đó, bữa mà ngồi đàm đạo thì tôi nói hơi mạnh dẻ lỡ lời, tôi tự nghe lời đó tôi biết tôi ăn năn sám hối. Bởi vì có đạo hữu cứ hỏi là làm sao mà cho mình trở về cái trí tuệ của mình, trở về cái trí tuệ của mình. Cứ hỏi hoài câu đó tôi bực mình quá, tôi nói cái đầu trước cứ không sao có trí tuệ. Nhưng mà tôi biết ăn năn sám hối là tại vì tôi nói nặng. Mà đó là sự thật. Phải chi tôi nói thật, sở dĩ tôi không có trí tuệ là cái đầu tôi trước cứ không thì tôi nói vậy được. Còn đằng này tôi quên đi, tôi nói thẳng người ta. Cho nên vì vậy mà cái sự tự ái, cái sự nặng nề đó, nó trong cái bản ngã nó bùng phát ra, trong mặt na nó bùng phát ra, cái có nhiều người tự ái. Nhưng mà tôi dễ nghệ vậy mà ngồi đạo đạo lúc 10 giờ trưa là vậy. Mình đi sai một lời thôi, hoặc là mình tu hành mình đi sai một ly thôi, là mình đi một dặm. Cái người tu mình nó để ý mấy cái chuyện này nó quan trọng lắm. Nhưng mà cái gì mà con người vốn có đâu. Khởi thức bồ đề giác tính cá cá viên thành, tranh tri bát nhã thiện căn nhân nhân cụ túc. Đó. Khởi thức bồ đề giác tính cá cá viên thành. Khởi thức là mình đâu có biết, mình đâu có tỉnh, mình đâu có hiểu đâu, phải không? Tại mình không hiểu, chứ thật sự ra đó thì cái tánh bồ đề ở trong mỗi mỗi viên thành. Nào hai mỗi người chúng ta có cái tánh bát nhã đầy đủ. Nói chung quy, đại thừa hay tiểu thừa, xuất gia tại gia, thả là con người thì vốn xưa nay có tánh bồ đề viên thành, có tánh mà căn lành thì bát nhã vậy. Có gì nghe phải không? Tới đâu có nói là tôi tu đại thừa tôi mới có tâm bồ đề, tôi tu tiểu thừa tôi mới có cái phật tánh nào không? Bồ đề phật tánh liễu minh liễu ngộ nó vốn có sẵn trong mỗi chúng ta, không phân biệt cá cá viên thành.
Tranh tri bát nhã thiện căn nhân nhân cụ túc mạt vấn đề ẩn tự ẩn phủ việt tự gia xuất gia bắt câu tăng tục chỉ yếu thiện bán vô nam nữ hà tu nhất tướng vị minh nhân vọng phân tam giáo liễu đắc lễ. Chẳng có nói là đại ẩn hay tiểu ẩn, chẳng có nói là tại gia xuất gia, chẳng phân biệt là người tăng hay người tu, chỉ có một cái bản tâm cố định, đó là nhất tâm. Giữ cho nhất tâm, nhất tâm hay là còn gọi là bản tâm, giữ cho được cái chữ bản tâm, một lòng một dạ một bản tâm. Còn bản tâm này thì xưa nay nó vốn không có nam không có nữ, đâu cần thì mình đến, đâu có đâu khó thì mình đến, mình làm việc đâu dễ thì mình nhường cho người ta. Đó là cái đạo Bồ Tát, cái chỗ nào thiếu chỗ nào khó mình ráng mình tới đó để mình hóa độ một người, nó cũng bằng 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 cái chỗ dễ mà mình độ 500 người. Còn mình tu hành mà mình cứ tìm cái chỗ nào đông người để mình cắt cái chùa cho bự, mình làm cho hơn người, rồi y báo chánh báo đâu mà trang nghiêm, vì hiểu gì đó, y báo chánh báo, chánh báo mà nó đi liền nhau 100% thì Đức Phật chúng ta người tàn mạt rồi, vậy là y báo chánh báo ngày ở đâu? Ngài Thích Ca thì ngài tàn mạt, mà đệ tử Thích Ca ngày nay có người nào mạt tàn không? Người nào cũng vàng chất đống, người nào cũng đô la để đầy rương, người nào cũng ba bốn sổ đỏ, bốn năm sổ hồng, bảy tám sổ ngân hàng. Trời Phật ơi, hưởng cái phước của Phật lớn quá trời lớn, cao ơi là cao dội dội, vậy mà còn muốn gì nữa chứ. Nên là đọc tới đây cái tự nhiên tôi hết muốn giảng rồi, nhưng tôi ngồi tôi nghĩ tôi phước quá giờ tôi muốn gì nữa hơn giờ. Nói mà nếu mình nghĩ mình có phước có coi chừng mình vùi đầu trong ăn uống rồi nghe. Đồng ngõ đức tâm nhược năng bất nhược năng năng phản chiếu bất hồi vũ đắc kiến thử thành Phật, kiến vũ đắc kiến tướng thành Phật. Không cần phân biệt có nam có nữ gì hết trơn á, không cần chia ba chia bốn tam giáo gì tứ giáo gì hết trơn. Mà liễu ngộ được rồi một lòng với nhau rồi thì nếu hai phản kiến hồ quang nhờ được thấy tánh riêng thành, thấy rồi là tánh riêng thành. Hay quá, để cho nhò dễ thương quá, không có rành đập đập mắm mắm. Chứ thời xưa là ông cụ cầm cái bản này giảng không nè, cái bản này đang cho vừa đọc chữ nho vừa đối chiếu à, họ tự học của tôi đó. Thị phàm thị thánh nhi đồng nhập mộ đầu hoặc nam hoặc nữ như cộng sức vị như cộng nhất tỷ khổng khư sư thực ngộ thượng tuệ bản đồ theo thuyết hướng thượng. Minh hướng thượng sách xưa chữ khó có thứ thượng tam quyền yêu liễu mạt báo nhất trước xã hộ xá đạo lừa kim quán ma cá tố mạt hậu thời nhất trước.
Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, hoặc biết tánh giác Bồ đề rồi, mỗi người tự nhiên thành hay căn tánh bát nhã đều đầy đủ. Mình biết vậy nhưng mà nó khó. Chớ có luận là tại ẩn tiểu ẩn, chớ có phân là tại gia xuất gia gì với thành Phật, cũng khó nữa. Chẳng người kẻ tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Nếu không có nam nữ đâu cần chấp tướng. Tại do có nam nữ cho nên Phật phải chấp tướng, có tướng nam tướng nữ. Nếu không có nam nữ thì đâu cần cái chấp tướng nam nữ làm gì, phải không? Người chưa mà rõ dối chia tam giáo, liễu ngộ rồi đồng ngộ nhất tâm. Cho nên cái ngôi chùa đầu tiên của nước Việt Nam ta là ngôi chùa Phật Quang á. Tôi nhớ hai câu mà tôi thích hoài, đọc hoài ra: Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đạo đồng quyền khởi tam thừa duy nhất tướng. Một xe rồi chạy có hai xe đó hả? Một cái xe đạo lớn nhưng mà chạy có hai xe đời vậy sao? Đời của một cái mà Phật Phật đạo đồng, Phật cái Phật bằng nhau, quyền xướng tam thừa đồng quy nhất tánh là nhất tức thể, đều nói như nhau, cái khuôn khổ như nhau. Như vậy là con người xa xa lìa mà để quy về một mối đồng quy nhất thể, mà quang quang vô tận, cái ánh sáng này nó vô tận, thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Đó, học thế hồi xưa là học vậy đó, thì cái cũng có ý nghĩa hay vậy đó. Người chưa rõ chia làm tam giáo, ngộ rồi đồng nhất tâm. Như vậy là người tu hành là người phải cần có cái tánh giác, trở về cái tánh giác. Nếu hướng về tánh giác mà tu được rồi á, thì nhất tâm đạt đạo, đừng phân chia ra đạo này đạo khác rồi chống đối lẫn nhau, gây ra bao nhiêu phiền não ưu phiền. Thôi chỉ mình có cái phân chia cái đạo mình là phân chia tông này phái kia, người này tổ chức nọ đó, đó là một mối nguy hiểm chứ không phải vừa đâu, để chia phe chia phái. Muốn học nữa nhiêu đó, tôi thấy nhiêu đủ rồi. Nhiêu đủ rồi đó. Cho nên nội dung là mình phải 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 phản chiếu hồi quang, tu hành là phải phản chiếu hồi quang. Phải thấy được làm thân người là khó, gặp Phật pháp khó nghe. Vì vậy mà tổ sư mới trình bày, thiền sư mới trình bày cho ta rõ là như vậy đó. Thôi còn đoạn đó thì học cũng không không hết bữa nay được. Thôi để ráng kỳ sau đó là tốt 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 kết yếu vào đây luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật.